Bí kíp hạnh phúc sẽ tiếp tục gửi đến quý khán giả những câu chuyện gia đình và những tình huống khó xử, những nỗi niềm của mẹ. Từ nhỏ tới lớn, khi má bệnh, chưa bao giờ nó xuống, nó nấu cho má được một miếng cháo. Vậy mà bây giờ, khi nó có vợ, cơm bưng, nước rót. Khi con dâu để con trai làm việc nhà, trong cái nhà này, đàn ông là làm chuyện lớn, đàn ông không làm chuyện nhỏ. Dạy con cách ứng xử những trường hợp khẩn cấp. Trình bày rõ ràng là bé Ngọc bị một cái người thanh niên giật cái điện thoại chạy, và bé Ngọc cố tình muốn giật lại cái điện thoại, cho nên bé Ngọc mới bị nó lôi cả mép luôn. Trời ơi. Tất cả sẽ có trong Bí kíp hạnh phúc, phát sóng vào lúc 16:40, thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.